Thì chào bạn nhé, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xây một cái bể phốt, theo cái chuẩn kỹ thuật của bên nước ngoài này. Thì cái bể này là có dung tích khoảng 3 mét khối dành cho từ 5 đến 6 người. Độ sâu là khoảng 1 mét rưỡi. Chiều dài trong lòng là khoảng 2 mét. Bề ngang này khoảng cũng 1 mét rưỡi. Đây. Thì cái ống đầu vào ống chỗ này là có một cái chữ T đấy nhé. Mình chưa nắp đây này. Nó giống như ở cái bên đây này. Đấy, nó giống như ở bên đây này, chữ T nó như thế này này. Cái nguyên tắc đặt ống từ từ đầu vào cho đến đầu ra là từ cao xuống thấp. Từ cái ống đây, nói chung trên đây cho đến cái ống ra này là được phép là tối thiểu là chênh nhau là khoảng 10 phân, tức là 10 cm. Trên này có một cái ống chữ T ấy này. T xuống khoảng 40 phân nữa. Đấy. Thì ở trong là có đánh bóng chống thấm này. Đấy, bên này cũng thế này. Bên ngoài cũng phải hồ áo này. Đấy, cũng phải hồ áo như mình xây vậy. Cái chữ T này, cái ống chữ T này là phải sâu xuống khoảng 40 phân, là do là cái khi mà cái nựng phân mà nó nổi lên ấy, thì người ta tính được là nó cái tối đa của nó nổi lên cái bề mặt khoảng 40 phân. Đấy, còn bằng nào là xuống là ở dưới là có cái lớp cặn của nó còn lại là ở phía dưới. Đấy. Bên này nhá, bên này thì cũng thế này, cũng xuống dưới 40 phân. Nhưng thấp hơn ở trên bên thấp hơn ở bên này. Đấy, cái ống này. Thấp hơn ở bên này một chút. Thường là người ta cũng dùng chữ T chứ không phải là cái cút này đâu. Nhưng mà hôm đấy mình đi mình mua là hết rồi, hết cút rồi. Những cái ống này là ống thông hơi này. Thông hơi giữa các ba bể này. Hôm sau quay nắp đậy sẽ có một cái ống thông hơi ở đây nữa. Đấy. Bên này cũng đang nhẽ nó nằm một cái chữ T này. Đấy, nhưng mà mình nắp cái này thì cũng tạm được. Bên này đây. Nếu mà chuẩn thì nó là như bên này. Là ống kia ống chữ T đây. Thì cái này nó kích thước nó đang quá 40 cm này, mình phải cưa đi này. Đấy. Nguyên lý là từ ống nó từ thấp lên cao, à từ từ cao xuống thấp. Có một cái lỗ thông hơi ở cái chỗ này. Ở trên đây nữa. Cái chiều cao của cái ống thông hơi là khoảng 3-4 mét nữa. Với một cái bể là 3 mét khối như thế này thì được khoảng 5 người. 5 người trong nhà dùng. Các bạn lưu ý cái ống này nhé. Ống này là mình cũng phải cưa đi để mình lắp cái chữ T nó vào đây này. Đấy, ống mình đặt hơi dốc. Hơi dốc từ trong cái nhà vệ sinh ra hơi dốc. Cái ống này có kích thước là khoảng 110. Chuẩn là còn 110 trên 90. Đây thì mình dùng là ống 90. Đúng của nó là 110. Còn nền thì thường nền cái nền dưới này này thường là đổ dày là 20 phân mà có sắt đấy. Cái nền dưới đây này. Cái nắp đậy thì mình sẽ đổ nắp bê tông hết. Để đậy kín nó vào, có cái ống thông hơi ở đây. Ở bên dưới này có một cái ống thông cạn này. Đây này, có một cái ống thông cạn này, này. Để đẩy một ít một phần cặn ở cái bể chính này sang bên đây. Khi mà sang bên đây thì nước thoát ra ở cái ngoài này thì cái ống này là đặt là do cái ống nước thoát của mình phụ thuộc vào cái ống thoát của mình ở bên ngoài này. Để làm sao mà nước nó chảy được. Đấy, toàn bộ cái bể ở đây mình quay lại. Bên kia mình đây có cái chữ T này. Chữ T mình chưa nắp rồi. Này.
Mày hơi qua 40 phần rồi. Mình phải count đi. Tường nếu mà đúng ra là cái tường này, cái bờ tường này là người ta xây là 20 gạch đặc 20. Các cái mạch hồ là phải so ne với nhau, không được trùng mạch hồ với nhau. Nếu đúng nó là như thế đấy. Ở đây thì mình xây tường 10. Có cái gì thắc mắc thì các bạn comment ở dưới nhé, thì mình hướng dẫn chi tiết thêm.